Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghĩa Nguyễn TV. Trong video lần này, rất vui khi chia sẻ với các bạn về cái chức năng xóa phông trên ứng dụng cấp kết khi chúng ta không có phông xanh, và chúng ta sẽ ghép cái nền hoặc là cái video phía sau để chúng ta có thể tạo ra được những cái video đăng tải trên các trang mạng xã hội. Ok, ngay bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là các bạn sẽ mở ứng dụng cấp kết. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn vào dự án mới. Ở bước này các bạn sẽ chọn video hoặc là hình ảnh để chúng ta thay thế cái lớp nền cũ đi. Thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một hay nhiều ảnh hoặc là một hay nhiều video. Ví dụ như là mình chỉ lựa chọn một cái video để thay thế, mình sẽ bấm thêm. Tiếp tục các bạn sẽ nhìn cái thanh công cụ ở phía dưới, các bạn kéo qua. Các bạn chọn vào lớp phủ. Chúng ta bấm vào thêm lớp phủ. Và chúng ta sẽ tìm kiếm cái video mà chúng ta mong muốn tách nền đi. Ví dụ như là mình chọn video này chẳng hạn. Mình bấm thêm. Tiếp tục, chúng ta sẽ nhìn phía dưới thanh công cụ, chúng ta kéo sang phải. Và các bạn sẽ dừng tại mục cắt ảnh, chúng ta bấm vào. Và các bạn bấm vào xóa nền. Như vậy thì ứng dụng cấp kết đã xử lý cho chúng ta rất là nhanh chóng, chưa đầy trong vòng 1 phút. Chúng ta lít OK. Và các bạn có thể dùng hai cái ngón tay để chúng ta điều chỉnh cái khung hình sau khi tách nền một cách dễ dàng. Và các bạn có thể di chuyển ở bất kỳ nơi đâu một cách tùy ý. Và sau khi đã cảm thấy hợp lý rồi, thì các bạn có thể thử nghiệm xem là cái video nó có lỗi gì hay không. Như vậy, mình vừa hướng dẫn các bạn 6 bước để chúng ta tạo ra một video đầy ấn tượng đối với tất cả người xem. Với cái trường hợp mà chúng ta muốn tách nền ở phía sau và chúng ta thay thế bằng một cái hình ảnh mới, thì cũng sẽ làm các bước tương tự giống như là trong video này. Và video cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một lượt bình luận, một lượt thích và một lượt đăng ký để làm động lực cho mình trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.